Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ hai, hôm nay cũng là ngày Labor Day đó quý vị nha, là ngày mà chúng ta không cần phải lao động. Nhưng mà Tony Lê thì vẫn lao động bình thường, ngày nào cũng lao động. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha, ngày 4 tây tháng 9 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nó bỗng đã đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Một cái thông tin nguy hiểm và gây cấn cho cả thế giới và loài người chúng ta, đó là chúng ta đang đứng trước bờ vực thẳm chiến tranh hạt nhân. Vào ngày hôm qua, chú Nga chính thức cảnh báo sẽ đánh tay đôi với NATO. Tại sao chú lại muốn đánh tay đôi với NATO? Chút xíu nữa Tony Lê sẽ bật mí cái lý do. Nội dung thứ hai, bà con người Việt ở trên cái đất nước Mỹ này, đặc biệt là tiểu bang Virginia, chú ý cẩn thận củi và lửa. Bộ Y tế tại cái tiểu bang Virginia mới vừa loan báo khẩn cấp hàng loạt người đã chết vì cái bệnh này ở cái tiểu bang Virginia. Và nội dung cuối cùng liên quan tới ồ ạt cờ 17 của chú Bảy, tổng thống đất nước Mỹ liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, ủng hộ tinh thần cho tôi này bằng cách là bấm nút đăng ký, để tôi này có động lực làm thêm nhiều video mới nữa để chia sẻ đến với tất cả mọi người nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới cái chuyến thăm đầu tiên trong cái nhiệm kỳ tổng thống của chú Bảy đến Việt Nam. Vào ngày hôm qua, lại thêm hai chiếc máy bay hạng nặng quân sự cờ 17 của chú Bảy đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cách đây 24 tiếng đồng hồ thì có một chiếc thứ nhất nó đã hạ cánh rồi. Bây giờ ồ ạt liên tục thêm hai chiếc nữa. Và những cái chiếc máy bay quân sự hạng nặng cờ 17 này của chú Bảy đáp xuống sân bay Nội Bài chở theo những cái dụng cụ, những cái chiếc xe, những cái đồ ăn thức uống để phục vụ cho cái chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 10 tháng 9 và sáng ngày 11 tháng 9. Thì theo như dự kiến, chú Bảy sẽ gặp rất là nhiều lãnh đạo cấp cao của nước Việt Nam. Để làm gì? Mục đích chuyến đi này của chú Bảy đến nơi này để kêu gọi nước Việt Nam hợp tác, nâng tầm của nước Việt Nam lên với Mỹ là toàn diện chiến lược, tức là kinh tế, quân sự, dân dân và dân dân. Để làm gì? Để kêu gọi nước Việt Nam về phía Mỹ để chống lại Trung Cộng, mà Trung Cộng bây giờ thì đang bành trướng ở châu Á. Cho nên không riêng gì nước Việt Nam mà Mỹ đang cố gắng lôi kéo rất là nhiều quốc gia chung quanh cái vùng châu Á đứng về phía Mỹ để chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng. Cho nên đây là cái mục đích chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, để nâng cái tầm quan hệ hai nước lên cái tầm chiến lược. Và mình không biết Việt Nam sẽ như thế nào, cái chuyện đó thì mình hạ hồi phân giải quý vị nha. Không biết Việt Nam có về phía Mỹ để chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng hay không, thì cái đó thì mình dân dân và dân dân, cái chuyện đó thì không ai biết được, tại vì bây giờ nó chưa xảy ra. Rồi nếu quý vị biết, quý vị bình luận bên dưới nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới cả loài người chúng ta, cả cái quả địa cầu này. Hiện tại bây giờ, nếu mà chiến tranh thế giới lần thứ ba nó xảy ra thì loài người của chúng ta sẽ trở lại cái thời đồ đá. Nó không giống như lần thứ nhất và lần thứ hai đâu quý vị. Tại vì bây giờ nó tân tiến quá rồi. Cả cái quả địa cầu này có hơn 18.000 đầu đạn hạt nhân. Chú Nga một mình chú thôi là sở hữu hơn 6.000 đầu đạn hạt nhân. Mỹ gần 6.000, nước Nga 6.000. Ok, rồi đây. Vào ngày hôm qua, sau khi mà Mỹ tiếp tục hỗ trợ đạn chùm, tên lửa, máy bay và cả luôn đạn nghèo uranium, thì nhà ngoại giao của chú Buri cảnh báo
là Nga sẽ đánh tay đôi với NATO chứ không còn đánh với Ukraine nữa. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, ông Nga ông nói như thế này: NATO, Mỹ đứng sau lưng đưa đồ chơi dạy quân lính Ukraine. Cho nên thật sự thì trong suốt một năm mấy vừa qua, Nga đang quánh với Mỹ và NATO chứ không phải quánh với Ukraine. Ukraine chỉ là một cái hình tượng thế thôi. Thành ra bây giờ thôi, tao làm biến quánh với trung gian quá, tao quánh thẳng với những người đứng sau lưng đi cho nó nhanh gọn lẹ. Chứ bây giờ quánh qua thằng trung gian chi cho nó mệt. Đó là những gì mà nhà ngoại giao hàng đầu của chú Buri đã cảnh báo ngày hôm qua. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo tình hình nguy hiểm và có nguy cơ lớn xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Bolienky cho biết vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó, ông Bolienky còn nói rằng NATO, liên minh do Mỹ dẫn đầu, đã hỗ trợ các lực lượng Ukraine bằng mọi phương tiện có thể, ngoại trừ hiện tại bây giờ thì chúng ta cho thấy quân lính NATO trong đất nước Ukraine rồi. Nếu mà quân lính NATO trong đất nước Ukraine thì tức là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 nó xảy ra đó quý vị nhé. Và cũng như tôi này đã nói, nếu mà cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 nó xảy ra thì chúng ta coi như trở lại cái thời đồ đá, cái thời mà chúng ta coi như là không có cái gì hết đó quý vị. 1000 năm về trước, cái thế giới này có thể nó là biến mất khỏi cái quả địa cầu đó quý vị ơi. Và đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, trở lại tình hình của đất nước Mỹ, đặc biệt là tiểu bang Virginia. Thì trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thủ đô Washington đã cảnh báo Porilla, một cái vi khuẩn biến thể mới từ Omicron, ok, khắp nước Mỹ rồi. Sau đó tới tiểu bang California, báo động số ca nhiễm tăng cao tại miền Nam California. Rồi bây giờ tới phiên tiểu bang Virginia, mới vừa buổi chiều ngày hôm qua họ la lèn lên như thế này, mời quý vị nghe kỹ nha. Cơ quan y tế tiểu bang Virginia loan báo khẩn cấp là cái bệnh viêm màng não mô cầu nó đang bùng phát khắp tiểu bang này. Và vào ngày hôm qua, chỉ riêng một thành phố Richmond tại tiểu bang Virginia đã có hàng chục người chết vì cái biến chứng của căn bệnh hiếm nhưng nó rất là nghiêm trọng, đó là bệnh viêm màng não mô cầu. Và từ tháng 6 cho đến hiện tại bây giờ có hàng trăm ca đã bị mắc nhiễm như thế này. Và bây giờ nó đang báo động ở tiểu bang Virginia, ok. Thì theo như cơ quan y tế cho biết là bây giờ người ta chưa tìm ra được nguyên nhân cái con vi khuẩn, cái căn bệnh này nó đến từ đâu, và người ta cũng chưa có cái thuốc trị quý vị nhé. Thành ra quý vị nào đang ở tiểu bang Virginia, ở nơi này cũng có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống, cho nên bà con nghe được cái thông tin này thì bà con cẩn thận củi và lửa. Gần tới ngày bầu cử tổng thống thì tự nhiên bây giờ hầu như chính quyền của chú Bảy la làng lên dịch bệnh nó tăng cao, các tiểu bang dân chủ cũng la làng lên số nhiễm tăng cao quá, biến thể này biến thể nọ biến thể kia vân vân và vân vân. Chắc là quý vị biết cái mục đích của đảng DC rồi đúng không? Thì trong suốt thời gian vừa qua, đảng DC nó đã thông qua một cái dự luật, đó là cho bỏ phiếu qua thư. Mà làm cách nào để bỏ phiếu qua thư là khi nào mà dịch vật đồ á, nó bùng phát á, nó la làng lên cho người dân sợ không dám đi đến phòng phiếu để bỏ phiếu, ngồi ở nhà bỏ phiếu qua thư. Bỏ phiếu qua thư là để cho nó dễ kiểm soát, và quý vị có thể bỏ 5-10 lá phiếu gì là quyền của quý vị, không ai biết đường đâu mà rờ. Một người giống như Tổng thống Trump đó, một người có thể viết 10 lá thư bỏ cũng được, không ai kiểm soát đó. Thành ra chắc là đây là cái chiến dịch của đảng DC. Sắp sửa tới ngày bầu cử, tự nhiên rầm rộ các tiểu bang dân chủ nó la làng lên biến thể này biến thể nọ biến thể kia, dịch vật này dịch vật nọ, bệnh này bệnh nọ bệnh kia, vân vân và vân vân. Cả luôn thủ đô Washington DC cũng đã la làng luôn cả nước Mỹ này, số ca nhiễm tăng cao rầm rộ quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai, tối nay cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem.
Và đừng quên để làm một cái like, viết gia chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Have a good day. Thank you.